Xin kính chào quý vị khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Belarus gần đây đã công bố video ghi lại cảnh máy bay không người lái UAV của Ukraine bị bắn hạ trên không phận nước này hồi đầu tuần trước. Video cho thấy các mảnh kim loại bị cháy xém của thứ, dường như là cánh và các bộ phận của thân UAV, nằm rải rác xung quanh một khu vực rừng rậm. Quân đội Belarus không nêu chi tiết về loại UAV nào đã bị chặn. Một số UAV đã bay đến Nga, nơi chúng sau đó bị bắn hạ gần thành phố Yaroslav. Theo phương tiện truyền thông Belarus, các UAV được trang bị nhiều thiết bị điện tử và thiết bị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm một anten chủ động do Mỹ sản xuất và một hệ thống dẫn đường của Bỉ. Hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin, các máy bay không người lái bị bắn hạ có vẻ như đã được lắp ráp bởi Ukraine cùng với các kỹ sư NATO. Cho đến thời điểm hiện tại, cả Kiev và những người ủng hộ phương Tây đều chưa bình luận về vụ việc. Mình đã triệu tập đại biện lâm thời của Kiev, Olga Timut, về vấn đề này để bày tỏ sự phản đối. Bộ Ngoại giao cảnh báo rằng những hành động như vậy của Ukraine có thể dẫn đến leo thang hơn nữa và yêu cầu Kiev ngăn chặn những vụ việc như vậy trong tương lai. Bộ này cũng tuyên bố rằng sự hiện diện liên tục của các nhà ngoại giao Ukraine tại Belarus có thể bị đe dọa nếu họ không thể tác động đến chính sách của Kiev khi nói đến những hành động khiêu khích như vậy. Ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Belarus cũng thông báo rằng họ đang triển khai các đơn vị xe tăng đến biên giới Ukraine sau vụ việc máy bay không người lái. Tổng thống Rihorovic Lukashenko cũng ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội tại biên giới Ukraine. Kiev cho rằng việc tăng cường này nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của Ukraine khỏi cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga. Belarus chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, nước này đã cho phép quân đội Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành một cuộc tấn công vào Kiev. Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trở nên căng thẳng kể từ đó. Ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi các nỗ lực của các nhóm cơ động Ukraine có xe bọc thép đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các đơn vị của đối phương gần làng Tolpino và Obchi-Kolodets, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 25 km và 30 km. Theo AFP, đây là dấu hiệu cho thấy một số đơn vị Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga đến mức nào. Trong cuộc phỏng vấn với AFP, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết hàng nghìn binh sĩ nước này đã được triển khai cho chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga. Sau nhiều ngày giao tranh, Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine ở vùng Kursk. Cùng ngày, theo người đứng đầu vùng Zaporizhia, Yevgeny Palitsky, các đơn vị của Nga đang di chuyển từ khu vực này đến Kursk để ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Palitsky viết, các đơn vị trinh sát trên không và máy bay không người lái tấn công đã được tái triển khai từ Zaporizhia để hỗ trợ ở Kursk. Năng lực kỹ thuật của các đơn vị của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ đáng kể cho khu vực này, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố của đối phương. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của cơ quan lập pháp Zaporizhia đã tham gia đơn vị được điều động đến Kursk. Quyền tỉnh trưởng vùng Kursk Alexei Smirnov đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Buliga, đồng thời cho biết cơ quan này đang thúc đẩy các biện pháp ổn định tình hình trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine vẫn tiếp diễn. Ông cho hay, tôi đã gặp ông Buliga, chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại ở các khu vực biên giới và các biện pháp đang được thực hiện để chống lại các nỗ lực của Ukraine nhằm giành được lãnh thổ bên trong vùng Kursk. Tỉnh trưởng Kursk xác nhận, đúng vậy, tình hình vẫn đầy thách thức. Nhưng đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga và tất cả các cơ quan đang thực hiện đầy đủ các biện pháp để ổn định tình hình trong khu vực. Theo ông Smirnov, các lực lượng và đơn vị bổ sung đang tiến đến Kursk và quân đội đang làm mọi cách cần thiết để đảm bảo an toàn cho dân thường. Ông cho biết thêm, chúng tôi đặc biệt chú ý đến sự tham gia của các chiến binh tình nguyện trong việc ổn định tình hình. Các chiến binh giúp duy trì các biện pháp an ninh cần thiết như một phần của hoạt động chống khủng bố đang diễn ra và di chuyển người dân từ các khu vực biên giới đến các trung tâm lưu trú tạm thời. Năm 2014, Nga đã giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea sau khi sáp nhập bán đảo này, đồng thời đặt trụ sở hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol. Tuy nhiên, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào nước láng giềng Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Kiev đã nhiều lần tấn công bán đảo Crimea, phá hủy hoặc làm hư hại khoảng một nửa số tàu chiến của hạm đội Biển Đen của Nga, trong đó có một tàu ngầm.
Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái UAV, xuồng cảm tử và tên lửa diệt hạm để tấn công hạm đội Biển Đen Nga và cầu Kerch nối giữa Nga và bán đảo Crimea. Chiến dịch của Ukraine thậm chí được cho là đã khiến các tàu chiến của Nga rút khỏi Crimea và di chuyển đến các căn cứ khác tại thành phố cảng Feodosia và thành phố Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar của Nga. Trang Business Insider đưa tin, trước các đòn tấn công của Ukraine, bán đảo Crimea đang dần mất đi vai trò là tuyến đường hậu cần quan trọng cho lực lượng Nga tại Crimea. Tuy nhiên, nếu Ukraine hy vọng có thể giành lại Crimea, thì nước này cần phải có một lực lượng tấn công hùng mạnh cho những gì được đánh giá là một trận chiến cam go nhất. Các chuyên gia quân sự và các nhà phân tích nhận định, việc tiếp cận bán đảo Crimea đầy thách thức do nơi này nằm cách xa tiền tuyến, Nga có các tuyến phòng thủ kiên cố, cũng như Ukraine thiếu nhân lực và sức mạnh không quân. Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ về hưu và hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ, ông Mark Kansian lưu ý, Crimea nằm sâu bên trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, cũng như cách xa tiền tuyến hiện tại. Nga đã bố trí các hào chống tăng, mê cung chiến hào, rào chắn răng rồng và bãi mìn với phần lớn tuyến phòng thủ của họ nằm ở phía bắc Crimea. Nghiên cứu sinh tại Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ, ông Mark Temitsky nêu ý kiến. Lực lượng Nga đã được tăng cường và phòng thủ tốt ở những khu vực này. Sẽ mất nhiều thời gian để lực lượng Ukraine phá vỡ các tuyến phòng thủ đó. Nếu không có các lựa chọn để vận chuyển một lực lượng tấn công lớn bằng đường không hay đường thủy, Ukraine sẽ buộc phải tấn công xuyên qua các tuyến phòng thủ của Nga để tiếp cận Crimea. Bên cạnh đó, nếu Nga mất quyền kiểm soát tỉnh Kherson, họ có thể giải mìn và tập trung hỏa lực ở một số tuyến đường bộ tiếp cận Crimea, sử dụng các chiến thuật tương tự như họ đã làm để ngăn cuộc phản công của Ukraine năm 2023. Chuyên gia Zhumong nói, không có lực lượng hải quân đổ bộ vào Crimea, Ukraine làm sao có thể triển khai đủ quân lên bán đảo để giành quyền kiểm soát. Ukraine đã dùng đến cách tấn công các hệ thống phòng không của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa và vũ khí tầm xa, trong đó có hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAC-MS do Mỹ viện trợ. Tháng trước, các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhằm vào hệ thống phòng không của Nga có thể khiến Crimea không còn là một bàn đạp quân sự. Để có cơ hội tốt nhất vượt qua hàng phòng ngự của Nga, Ukraine có thể cần một lực lượng được trang bị tốt, có quy mô gấp từ 3 đến 5 lần so với lực lượng phòng thủ của Nga. Theo Giám đốc Chính sách của Tổ chức Nghiên cứu Defense Priority Mỹ, ông Benjamin Friedman, Ukraine thiếu nhân lực và lực lượng yểm trợ trên không cần thiết để tiến hành một cuộc tấn công trên bình diện rộng. Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, ông Friedman cho biết, ngay cả với tiêm kích F-16, tôi không cho rằng Ukraine có khả năng yểm trợ trên không hiệu quả cho lực lượng mặt đất. Việc giành lại Crimea sẽ vô cùng khó khăn vì Crimea về cơ bản là một hòn đảo. Một cuộc tấn công đổ bộ là không thể vì Ukraine thiếu tàu chiến để chở một lượng lớn binh sĩ cũng như thiết bị hạng nặng. Chưa kể, Nga vẫn có máy bay tầm xa và hạm đội tàu ngầm không dễ bị tấn công trên biển. Trong khi đó, chuyên gia về an ninh quốc tế tại Đại học Lancaster, Anh, ông Basin Jamong nhận định, Nga có cơ sở hạ tầng quân sự rộng lớn khắp bán đảo Crimea và những cơ sở này phải bị phá hủy nghiêm trọng thì Ukraine mới có cơ hội giành lại bán đảo này. Theo ông Jamong, để đặt nền móng dọn đường, Ukraine trước tiên cần phải phá hủy hoặc làm suy yếu nghiêm trọng tất cả thiết bị và khả năng tác chiến điện tử, phòng không, phòng thủ tên lửa, thông tin liên lạc và không quân của Nga ở Crimea và có thể là cầu Kerch. Bất chấp những thách thức Ukraine đang đối mặt trên chiến trường, một số chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn có thể giành lại Crimea nếu có đủ vũ khí, binh sĩ và thời gian. Ukraine có thể vượt qua eo đất Pereco, nơi chia tách Crimea với đất liền Ukraine, hoặc vượt qua vùng đầm lầy Sivas ở phía đông để đến Crimea. Ông Kansian nói, đó là những gì xảy ra trong Thế chiến thứ hai khi Đức kiểm soát Crimea năm 1942 và Liên Xô giành lại vào năm 1944. Tuy nhiên, để làm được điều này, Ukraine trước tiên cần chọc thủng phòng tuyến Surovikin của Nga, một hệ thống phức tạp gồm các công sự phòng thủ và chướng ngại vật trên khắp lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông Ukraine mà Kiev chưa bao giờ đột phá được. Theo nhà sáng lập Trung tâm Sáng kiến Phục hồi châu Âu, Đức, ông Sergei Sumleni, câu hỏi hiện nay là khi nào Ukraine sẽ tích lũy được nhiều hỏa lực, không chỉ là pháo binh mà còn cả lực lượng không quân, để họ có thể phá vỡ những tuyến phòng thủ của Nga và tiếp cận bán đảo Crimea. Chuyên gia Sumleni nói thêm rằng, giả sử quân đội Ukraine có thể đến được Crimea, họ sẽ có thể phá hủy cầu Kerch và tuyến phà cuối cùng qua biển Azov, cắt đứt mọi tuyến đường tiếp tế của Nga đến bán đảo này và cô lập lực lượng Nga tại đây. Theo ông Sumleni, lịch sử cho thấy bán đảo Crimea dễ bị tấn công. Năm 1921, Hồng quân Liên Xô đánh bại quân Bạch vệ, lực lượng chống lại những người Bolshevik và Hồng quân sau cách mạng tháng 10 Nga và giành quyền kiểm soát Crimea. Năm 1941, phe trục xâm lược Liên Xô trong chiến dịch Barbarossa với lực lượng trên bộ của họ bao vây Sevastopol. Cuối năm 1943, Hồng quân Liên Xô mở cuộc phản công lớn với 2,6 triệu quân và đã đẩy lùi quân Đức, làm suy yếu sự kiểm soát của quân Đức với bán đảo Crimea. Năm 1944, lực lượng Liên Xô gồm hơn 450.000 người cuối cùng đã giành lại quyền kiểm soát Crimea. Ông Sumleni nói, chúng ta có thể nói rằng Crimea thực tế là một pháo đài không thể bảo vệ được. Do đó, từ góc nhìn của tôi,
Nếu quân đội Ukraine vượt qua được eo đất Pereco, lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một trong hai lựa chọn, đó là hoặc rút lui ngay lập tức khỏi Crimea hoặc bị đánh bại và bị bắt giữ. Tuy nhiên, các chuyên gia khác có cái nhìn thận trọng hơn. Chuyên gia Temiki nhận định, một cuộc tấn công toàn diện để giành lại Crimea rất khó xảy ra vì Ukraine sẽ chịu tổn thất lớn. Trong khi đó, chuyên gia Fredman cho rằng một chiến dịch như vậy đòi hỏi một sự sụp đổ thảm khốc của Nga, điều ông cho là cực kỳ khó xảy ra. Đã xuất hiện những lo ngại rằng Nga sẽ cân nhắc sử dụng lực lượng hạt nhân nếu quân đội của họ trên bờ vực mất Crimea. Chuyên gia Kansian cho rằng do mức độ khó khăn, việc giành lại Crimea sẽ là sự kiện cuối cùng của cuộc xung đột, chứ không phải là sự kiện có thể xảy ra ở giai đoạn giữa cuộc chiến.